Hà Kiều Anh cùng con trai ngồi tàu hỏa từ Pháp về Anh. Hoa hậu Hà Kiều Anh lần đầu cùng con trai Carmen trải nghiệm ngồi tàu hỏa từ Paris về London sau chuyến du lịch thăm thú một số quốc gia châu Âu. Mẹ con Hà Kiều Anh không chọn đi máy bay như thường lệ mà ngồi tàu hỏa khoảng 2,5 tiếng từ Paris, Pháp về London. Anh, con trai tôi vừa hết kỳ nghỉ đông một tuần, phải chia tay mẹ, trở lại trường học rồi. Hà Kiều Anh nói, hoa hậu cùng con trai thưởng thức bữa ăn với rất nhiều món và đủ loại đồ uống gồm trà, nước suối, nước ngọt trên tàu. Đi tàu tiện hơn ngồi máy bay nhiều. Mọi thủ tục nhanh chóng, ghế ngồi thoải mái, rộng rãi, phòng chờ sạch đẹp, không kém lao ở sân bay, lại được ngắm cảnh đồng quê nữa. Từ nay tôi có thêm một lựa chọn ghi vào sổ tay du lịch châu Âu. Hà Kiều Anh cho hay, hoa hậu nhờ con trai chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm lần đầu ngồi tàu hỏa, di chuyển hơn 300 km xuyên quốc gia từ Pháp về Anh. Hà Kiều Anh tạo dáng với khung cảnh ga tàu cổ kính ở London. Người đẹp đã vi vu nước ngoài tròn một tháng, vừa đi công tác vừa kết hợp thăm con trai, du lịch cùng ông xã. Carmen hiện du học ở London, còn Hà Kiều Anh đã tới thành phố này nhiều lần nhưng đến nay, hai mẹ con mới có bức ảnh chụp cùng tháp đồng hồ Big Ben biểu tượng của nước Anh. Chồng đại gia của Hoa hậu cũng sang Anh thăm con cùng gia đình du ngoạn số quốc gia châu Âu như Pháp, Hungary. Vợ chồng Hà Kiều Anh và con trai dạo chơi ở thủ đô Budapest của Hungary cuối tháng 2. Thời tiết Hungary mùa xuân lạnh thanh, độ ẩm thấp. Lâu rồi vợ chồng tôi mới có thời gian nhàn tản đi chơi.